thưa quý vị hôm nay minh hải miền đông tiếp tục đọc gửi đến quý vị một câu chuyện đầy cay đắng đã xảy ra trong gia đình và giờ đây tôi mong quý vị lắng nghe cũng như là bình luận chia sẻ về câu chuyện này xin chân thành cảm ơn mời quý vị cùng theo dõi nghe đến đó tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực mặc vội đồ áo vào liền chạy ra đến đó tôi vừa đến nơi vừa khóc tay chân run lẩy bẩy tôi là cô nàng khá xinh xắn cao ráo và có nụ cười duyên mọi người vẫn nhận xét tôi như vậy có lẽ cũng vì ngoại hình trời phú đó mà bên cạnh tôi có bao người theo đuổi quan tâm chăm sóc nhưng tôi không chịu mở lòng với ai cho đến năm thứ ba của đại học Tôi gặp Tuấn Chàng trai có chiếc răng khỉnh Và thân hình cao to vạm vỡ đầy nam tính ấy Tôi yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau Và may mắn hơn anh cũng để ý đến tôi Từ lúc chia tay mối tình đầu Thì đây là lần đầu duy nhất có một người Khiến trái tim tôi rung động như thế Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp nơi anh hay mời tôi đi ăn là những nhà hàng sang trọng vâng anh là con trai nhà dạo tôi yêu anh không phải vì những thứ vật chất đó đơn giản chỉ là yêu thấy cần và muốn gắn bó ngày tôi vừa ra trường anh đề nghị xin việc cho tôi nhưng tôi đã từ chối tôi muốn tự lập và cuối cùng tôi cũng xin được một công việc như ý sau hơn ba tháng vật lộn với một đống hồ sơ khi ấy tôi đã mơ về một mái ấm với anh rồi tôi dính bầu ngày tôi báo tin tôi cứ nghĩ tuấn sẽ vui lắm và hứa với tôi một đám cưới linh đỉnh nhưng không mặt anh tái đi miệng lắp bắp em em nói em có bầu rồi hay sao làm sao như vậy được chẳng phải anh anh đã bảo em uống thuốc rồi sao tôi hụt hẫng thất vọng khi nhìn thái độ của anh chẳng phải anh nói muốn lấy em làm vợ sao giờ em có con với anh rồi như thế càng tốt chứ ạ à? em điên à bố mẹ anh mà biết được thì anh bị đuổi ra đường đó mẹ anh sẽ không chấp nhận con dâu có bầu trước đâu hay là em bỏ con đi khi đó tôi ngồi thụp xuống nền nhà đôi mắt đờ đẫn nhìn anh đầy bất lực anh về đi Để tôi được yên tĩnh một mình Ngày hôm ấy Tôi ra mình trong phòng cả ngày Trước khi về Tuấn nói sẽ cố bản với bố mẹ Nhưng nhìn người yêu mình lúc đó Tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều Tôi cười khẩy Quả người đời nói không sai Đàn ông bạc lắm Đừng quá tin tưởng ai cả Tôi càng rượu rã khi mẹ anh gọi điện Và nói sẽ không cho cưới đâu bà nói hai gia đình không môn đăng hậu đối được một cái mặt sinh thì chưa đủ tiêu chuẩn tôi tai ổ đi soái ca của lòng tôi bỗng nhu nhược hơn bao giờ hết họ ép tôi bỏ con đi nhưng tôi quyết tâm sẽ sinh ra nó bố mẹ tôi biết chuyện suy si sụp hẳn họ khổ tâm rất là nhiều tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc xin lỗi cuộc đời ngỡ là màu hồng của tôi bỗng trở nên xám xịt Hôm đó tôi gọi cho em gái hỏi tình hình bố mẹ thế nào Họ có ăn ngủ ngáy gì được hay không Em gái tôi lo lắng nói Sáng nay hình như bố đến nhà anh Tuấn rồi chị ơi Nghe đến đó Tim tôi như thoát ra khỏi lòng ngực Mặc vội đồ áo vào rồi chạy ra đến đó Tôi vừa đi vừa khóc tay chân run lẩy bẩy Đến nơi tôi chết chân khi thấy bố mình đang quỳ trước cửa nhà người yêu van xin xin ông bà hãy chấp nhận đứa con gái tội nghiệp của tôi đứa bé trong bụng nó vô tội còn tôi sai thì tôi sẽ dạy bảo nhưng xin ông bà hãy chấp nhận nó hai đứa nó đã gây nên lỗi lầm rồi xin đừng để con bé chịu đựng một mình tôi cầu xin ông bà đấy nhà tôi không chấp nhận kiểu con dâu ăn cơm trước kẻng vậy đâu ông về đi Tôi sẽ bảo thằng Tuấn đưa tiền đến để bồi thường Sẽ không có đám cưới nào đâu Nó ngu thì nó tự chịu thôi Kìa bà Tôi cầu xin bà đấy Bố à Sao bố lại làm vậy Bố cầu xin những con người máu lạnh đó làm gì Mình về thôi bố Bố nghe con đi Bố tôi gặt nước mắt nhìn tôi Bà mẹ của gã người yêu chửi bới Khi tôi nói họ máu lạnh khi đó tôi chẳng cần bận tâm gì nữa Với tôi Duyên đã cạn với cái gia đình này rồi Giờ họ có rước tôi về tôi cũng chẳng thèm Nhìn dáng bố mình khắc khổ Mà trái tim tôi như bóp nghẹt Tôi tự tách mình ngu dại Khiến bố mẹ phải nhục nhã đến như thế này Nhìn đứa con trong bụng là tôi lại hòa khóc Nhưng tôi vẫn không muốn bỏ con Bố mẹ tôi cũng không nỡ giết hại cháu mình thế rồi Tôi vào miền Nam Ở với anh chị và sinh con ở trong đó Đứa bé đáng yêu vô cùng Từ ngày có cháu Bố mẹ đỡ đau lòng hơn Họ xem thằng bé như cục vàng vậy Tôi làm mẹ đơn thân Khi tuổi đời còn rất trẻ Nay thằng bé đã được 5 tuổi Và cũng lúc ấy Tôi nghe tin gã người yêu cũ đi chơi trên ban Bị đánh trọng thương ở chỗ ấy Vì ve vãn bạn gái của một gã quân đội Kết quả hắn không xin được con nữa Đúng là quả báo Lúc này bà mẹ chồng hụt của tôi Mới vác mặt dày đến nhà tôi cầu xin nhận cháu Nhưng bố mẹ tôi đã lấy gậy đuổi thẳng Cuộc đời này có luật nhân quả Đúng không sai Tôi cũng mong các bạn gái đang yêu Và sẽ yêu hãy cảnh giác Đừng đặt niềm tin của mình quá nhiều vào một ai cả Hãy biết yêu và trân quý bản thân Đừng để phạm sai lầm đáng tiếc Vì biết đâu ta sẽ phải đau và ân hận cả cuộc đời Vâng, thưa quý vị Đọc một câu chuyện đầy cảm xúc Và cũng đầy cay đắng và chua sót Cho một người phụ nữ trẻ như thế này Cô đã chia sẻ câu chuyện này Được rất nhiều là cộng đồng đặc biệt quan tâm đến câu chuyện của cô ta và câu chuyện này chắc chắn rằng ngoài đời không thiếu và cũng bài học cho những cô gái trẻ nhẹ dạ tin lời những gã đàn ông bội bạc tham lam và thưa quý vị trong thời gian gần đây tôi luôn cập nhật những câu chuyện trong gia đình cũng như là ngoài xã hội trong nước cũng như là ngoài nước để kịp thời gửi tới phục vụ quý vị được mọi người đặc biệt rất quan tâm tôi rất chân thành cảm ơn và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị những video tiếp theo xin chào và tạm biệt